Hello, Trường Anh Auto xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Anh chị ơi, một người anh trai rất là thân thương là đến từ thành phố Sài Gòn luôn, đến để coi những cái mẫu xe mà bên salon ô tô Trường Anh bán ra nhé. Đó này nè, form xe nè. Con này là con Matic hàng nhập đời 2008, Matic Joy. Đó, form dáng là của Spark 2009 nha anh chị. Đang coi xe nè. Một người em trai đã rất là tin tưởng bên salon ô tô Trần Anh luôn. Con xe này Spark đời 2009 nè. Xe này em trai đã chú cọc từ xa luôn rồi. Bây giờ là từ Sài Gòn là chạy xuống đây nè, coi con xe nè. Em bán được rất là nhiều xe trong ngày hôm nay luôn. Ford Everest đời 2007. Cái con xe này bên em cũng đã bán rồi nha anh chị nha. Khách đã chú cọc cho em rồi. Bên em đang làm thủ tục để chuẩn bị giao xe về cho khách đây. Đó, chiếc xe nè, rất là vui. Trần Anh Auto rất là vui khi khách hàng đã tin tưởng em trong suốt thời gian qua luôn anh chị ơi. Những mẫu xe đó, những mẫu xe bên em bán đó, nó đẹp lắm. Chiếc xe đó, bên em còn rất là nhiều xe nha. Em vừa về con Kia Carren nè. Đó, con Kia Carren đây. Con vàng két là em đã bán rồi nha anh chị nha. Vàng két đã bán về cho một anh trai rồi. Giờ em vừa mới về con Kia Carren màu trắng bạc đây. Con này ngày mai Trường Anh sẽ đăng sẽ quay trực tiếp cho toàn thể tất cả anh chị nha. Con Ford Everest này đã khách đã chốt cọc cho em rồi nè. Đó, Spark này đời 2009, Chevrolet đời 2009, khách cũng đã chốt cọc cho em luôn rồi. Đó, những mẫu xe bên salon Trường Anh đây. Đây là con Toyota đời 2017 như xe mới luôn. Con này bên em bán 480 triệu nha. Đây là. Đây còn rất là nhiều xe nha. Toyota Altis nè, Corona nè. Hàng nồi luôn nha anh chị nha. Con này 300. Con này bán tải Ford Ranger đời 2007, form mới. Bên em bán 275 triệu. Con Everest đen đây. Everest đen đời 2007, form mới. Con này xe đẹp lắm nha, màu đen nha. Con này bên em bán giá 350 triệu. Con xe này bên em bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Có bớt cho anh chị luôn. Đây là con Jolly Bedfull nè, đời 2004 nè. Con này bên em bán giá là 170 triệu. Rút hồ sơ cho anh chị luôn, có bớt cho anh chị luôn. Đó là những mẫu xe bên salon ô tô của bên Trường Anh đây ạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá rẻ nha. Đó, một ngày em tiếp khách đó, khách rất là nhiều luôn ạ. Và một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn và chúc toàn thể tất cả các anh chị gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hai con xe này nè, rất là cọp nè. Đây nè, con này bốn máy nè anh chị ạ. Đẹp lắm. Còn con này là hàng nhập nhá. Đây nè, hàng nhập nguyên con nè. Đây nè, nhập nguyên con luôn chị ơi. SX vẫn đủ nè. Matic Joy nha anh chị, hàng nhập nhé. Xe này xung zin còn được 80% luôn. Chị nhìn chất xe rồi chị hiểu rồi đó. Đẹp lắm. Em còn thêm một con là Innova đời 2009. Xe này xe gia đình nha, không có một xíu dịch vụ taxi nha. Hỗ trợ là 4 tháng ABS đầy đủ hết. Đó là những cái chất xe bên em à. Và Trường Anh luôn luôn cập nhật những mẫu xe mới nhất để đến với tay người tiêu dùng. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Chúc toàn thể tất cả anh chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.